Nếu các bạn muốn mua robot cực kỳ nhanh chóng uy tín và chất lượng, hãy truy cập về shop kimroad.com. Bạn sẽ có ngay robot cực kỳ nhanh chóng và chất lượng ha. Thì hiện tại là các bạn có thấy không? Đây là muốn được rút được robot phải đợi tới 10 tới 13, 15 tới 30 ngày nha các bạn. Thì mình nghĩ cái này chắc là shop nào cũng bị thôi các bạn, tại vì hiện tại là Roblox rất làm căng, cái gì gọi là sao ta? Làm căng mấy cái vụ mà rút robot các bạn, nó rất là khó luôn ha đó. Nên mấy bạn thông cảm cho shop ha. Rồi. Thì shop hiện tại là có mua robot rút nè. Robot chính hãng và robot siêu rẻ ha. Đó. Đây. Và có thêm một phần mới đó chính là mua account Roblox nè các bạn đây. Wow. Bán ngặt trong lock fruit nè các bạn, đó lobby nè. Ồ. Oh. Đó các bạn thấy không? Đây. Đó, rất là nhiều đỉnh cao nha các bạn đó, thì các bạn có thể vô và mua ngặt trong này ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình là Ni đây, và hôm nay mình sẽ quay trở lại với tựa game Ultimate Tower Defense ha các bạn. Thì lần này thì lâu quá mình cũng không qua chơi các bạn, nên mình vừa mới thấy một tính năng mới trong cái lần quay các bạn. Đó chính là quay 1000 lần nha các bạn là sẽ được một con 0.1%. Wow. Mình đợi này mới biết bao nhiêu lần luôn các bạn, tại vì nó ra cái con 0.02 hay sao á. À trong này không có, ui gì Riza cũng 0.1 nữa các bạn. Vãi chưa, Riza cũng 0.1 nè. Ui. Đó, nên mình sẽ còn 10 lần nữa các bạn, 10 lần nữa là mình sẽ lấy được con 0.1 Titan đại hình nha các bạn. Thì mình đang xem phim Titan luôn các bạn. Đó, mình đang xem hình như Titan hình như hết 10 đang 16 trên 16 các bạn là hết rồi đó. Đó hết season 4 hay season 5 gì đó, quên rồi. Hình như season 4 các bạn ơi đó. Mình đang coi tới như mới có tập 3 à, mình thấy cái ông gì ông nói đây là vị thần quỷ diệt các bạn, đây nè. Bạn thấy chưa? Titan đại hình là vị thần quỷ diệt luôn á chứ. Thì bạn nào coi tập 3 biết ha. Đó, mới vừa coi xong đã đấy, thiệt sự. Ông giới thiệu hết tất cả mấy Titan siêu thơ gì đó mạnh luôn, và cuối cùng là Titan đại hình vị thần quỷ diệt Hakai. Được. Nhìn ngầu vãi luôn các bạn. Nên mình phải vô mình quay liền luôn. Không nói nhiều, lụm liền. Đó các bạn thấy không nè. Đó. Mình quay đúng 1000 lần rồi nha các bạn. Mình được Colossal Titan à. Ui, trời đám kia 42.000 đám. Titan thiết giáp nhiêu? Trời ơi, đã kìa. Để sao đây bạn, mất công mình lỡ bán nữa nguy hiểm lắm. Rồi ghép hai ông này lại mới đủ tiền Titan đại hình rồi. Giờ mình phải mang theo ổng nha các bạn. Ui trời ơi, Titan đại hình của tôi, hai Titan luôn á các bạn. Cuối cùng mình đã có được hai Titan rồi. Wow, toàn Titan luôn á chứ nè. Eren nè, Army cái gì, Titan nữ nè, Titan tiến công nè, Titan thiết giáp và Titan đại hình nha các bạn. Mình chỉ thiếu Titan khỉ nè, Titan hàm, Titan ngựa, đúng không ta? Titan hàm, Titan ngựa với Titan bố chiến nha các bạn. Hình như ba cái Titan kia chưa ra đó. Titan khỉ ra rồi nè, vậy là còn thiếu ba Titan kia nữa thôi hay sao á. Trừ Titan thủy tổ nha bạn, tại Titan thủy tổ mình chả biết hình dạng nó sao nữa, kiểu vậy. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy Titan này mình vô test nha bạn. Ui, đã. Đây. Annie với Eren thì mấy bạn đều biết ha. À bữa sau mình chắc mình sẽ làm cái tem toàn Titan nha bạn, kiểu vậy. Ui, đã nha. Rồi vô nè. Mình đi Infinity nha bạn, cho nó lâu á mình mới đủ tiền mình đặt con Titan này ra được. Từ từ giờ mình đặt, mình bỏ ra bớt đã. Bỏ ai ra ta? Này búp đam rồi, ngon lắm, búp đam ngon lắm. Mình mang theo con kiếm tiền á để mình kiếm tiền. Chắc mình bỏ Robby nha các bạn. Đó. Để online kiếm tiền ngon hơn Robby mà. Vô. Vô ba. Vô. Giờ rồi. Đi. Ai đó khó hay dễ vậy? Đi thủ không nổi bây giờ á. Ui, vô test con Titan đại hình liền chứ. Đã thì vị thần cũng hủy diệt nữa chứ. Thì mình trong 8 Titan các bạn, trừ Titan thị tổ nha, trong 8 Titan á đó, mình coi trong phần 4 nè, giới thiệu nè. Thì mỗi Titan có một đặc điểm riêng, giống như là đi thiết giáp nè, chạy nhanh nè, cứng, nhưng mà cái gì đó, nói chung là có một lợi thế và một cái điểm yếu nha bạn đó. Nhưng mà sức công phá nè, nếu mà so với sức công phá mà phá hủy cả một hòn đảo hay là gì các bạn, hay là một cái chỗ đó, là Titan đại hình là mạnh nhất luôn các bạn đó. Thì mình coi trong phim ghi là vậy, vị thần của hủy diệt luôn mà. Phải, mệnh danh là vị thần của hủy diệt các bạn ơi. Nên hình như mình nhớ cái khúc mà cái gì mà Eren có triệu hồi mấy Titan đại hình trong mấy bức tường ra đó đó. Nên các bạn hiểu Titan đại hình là mình như là khỏe sức mạnh mà công phá các bạn. Sức mạnh công phá nha, là phá hủy á, xung quanh á. Đó. Có thể sang bằng cả một chỗ luôn các bạn, Vương quốc hay gì đó. Là Titan đại hình là mạnh nhất nha các bạn.
Được đó nha, ngầu vãi luôn. Giờ đặt Titan đề hình ra coi mới được. Đó, từ từ lát hồi mình đặt cho bạn coi nha, mình đặt chỗ nào cho bạn coi xong lát hồi mình sẽ coi nó đánh sao. Wow, vậy là cứ ngàn lần là sẽ được con 0.1 cũng đỡ chứ bạn. Đó, tại vì nó ra con 0.2 mà nên vậy là đỡ chứ nếu mà giống hồi trước đó khó với bạn quay ra con 0.1 cực kỳ khó luôn á chứ. Mình hên lắm mới được đúng con Titan thiết giáp cái không bao giờ ra nữa. Kiểu vậy, còn giờ là cứ ngàn lần sẽ được một con 0.1. Nên mình sẽ cố gắng mình quay ra được nhiều con 0.1 mình review cho bạn. Mình tiếp theo chắc mình sẽ kiếm con Titan khỉ quá bạn ơi. Đó, tại giống trong phim luôn, mình cũng đang xài Levi mà đó. Kiếm thêm con Titan khỉ vô nữa là chuẩn luôn. Chuẩn Titan luôn. Rồi rồi, thấy con bo thủ không nổi đó, bắt đầu thấy con bo thủ không nổi đó. Rồi xong. Thấy thủ không nổi rồi đó. Ui ơi, bo cùi. Bắt đầu thấy thủ không nổi nè, rồi 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 lên lên nâng lên nâng. Rồi. Đây. Rồi. Nói không? Quánh không nói gì? On my. Ui ơi. On my. On my. Ừ, cái nữa. Cái nữa. Ui ơi. Rồi thì cái map hồi nãy thì quá khó bạn nên mình với Bo đã đi qua một cái map dễ hơn nha bạn, đó chính là map đầu tiên nè. Đó, chọn map đầu tiên đi cho dễ nha bạn. Rồi mình đủ tiền rồi nè, mình đặt xong 5 con 5 cái ông mà búp búp rồi nè. Hôm bữa mình có Aquaman đó chứ mà mình bán luôn các bạn, bán mình nâng là mình quay cho đủ ngàn lần á chứ. Hên là nãy vừa quay ra Titan đệ hình rồi quay ra con này luôn có đỡ xài luôn. Đó. Ui, Titan đệ hình bự kìa. Cái này thì phải làm bự hơn Titan thiết giáp mới đúng các bạn, hình như này nghe nghe đúng không ta? Hả? Bự hơn tí hả? À bự hơn tí. Để mình không có để lấy thêm Titan thiết giáp mà mình không biết hả bạn. Đúng rồi các bạn ơi, bự hơn. Còn Titan thiết giáp thì nhỏ hơn tí các bạn. Đó. Titan khỉ chắc mình nghĩ cũng nhỏ nhỏ hơn vậy. Trời ơi, nhìn cái mặt của Titan đấy. Ở cái mặt, ôi cao lắm nha mấy bạn nhìn nè, mình đứng mặt cái chân lên đó. Em thấy không? Mình đứng chỉ ngang ngang cái chân của Titan mà không tới cái chân luôn nha bạn, nè cái chân lên đây luôn nè. Ui vãi cả cao. Cao giả man đó chứ, nhìn mặt kìa. Ơi, nhìn mặt kìa. Rồi, bán. Ở cái gì kìa, có vụ cái gì, có gì đặc biệt kìa, có gì đặc biệt các bạn. Giờ mình đặt ra trước nha. Đây. Ô cái tầm cũng to đó chứ. Đặt đây mới đẹp nè, đặt đây là đánh 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 ra đó luôn nè. Ấy à, bán bớt coi. Bán bớt con Robby đi. Con Robby giữa nè, bán Robby giữa nè, ở giữa đó. Đây 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 để mình đặt nè. Đúng rồi, ở giữa đó. Bự quá đặt không được. Bự quá. Rồi rồi đặt đây được nè. Rồi, cái gì vậy? Quá gần. Cái gì vậy? Rồi, quá gần Robby nó không cho đặt. Rồi giờ coi thử đánh như thế nào nha mày. Đam mới vô là gì? Đá. Trời ơi, sút các bạn ơi, sút 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 vãi cả sút. Ô mình thấy giờ qua hơi nhiều nha bạn, từ từ mình đặt thêm Annie với lại Eren ra ra nguy hiểm quá, qua hơi nhiều nha. Đặt thêm nè, đặt thêm đối thủ, đặt nhiều vô bó hả, hình như đặt được có một rồi đúng không ta? Đúng rồi, mấy con không với một đặt được có một lần à. Đó, mình đặt thêm để thủ ở dưới nha bạn để cho khỏi bị qua hơi nguy hiểm. Sút kìa, Titan đại hình nó sút các bạn ơi, sút 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 sút. Đó, lấy chân đá. Mới vô thì đam đam 4.000 nha bạn nè, 4.700 luôn á chứ, đam to thật sự và đánh có 2,5 giây thôi nhá bạn nè, đá nè bạn nhìn đá kìa, sút sút nè đó. Rồi mình nâng nha, 6.000 mắc chứ vậy, 6.000. Rồi giờ đam chỗ 8.000 đam rồi kìa, hiện tại là đam đã 8.000 rồi nhá bạn và giảm giây xuống. Ủa hồi nãy là 2 chấm mấy vậy, 2.20 phải không ta, 2.5 2.5 hay đúng rồi 2.5, xuống xuống giây nhá bạn, xuống giây luôn. Ui vừa xuống giây mà vừa tăng đam mà tăng tầm luôn nè, đã nhờ. Cái DPS này là cái gì nữa mày? Mình nghĩ đam theo thời gian hay là cái gì á? Mình không có biết nữa cái đam DPS này nữa mày. Đó. Sút nè, sút nè, sút vô đâu. Đó, mình nghĩ là trong phim gọi là vị thần hủy diệt là sao vậy bạn ơi? Chắc là cái với cái người cơ thể khổng lồ ấy bạn, nó có thể phá hủy nguyên một cái chỗ đó. Phá hủy một vùng rộng lớn mà tại vì khi Titan đại hình biến hình là như nguyên cái chỗ đó là thiêu rụi luôn á. Là bị cháy sạch đấy bạn, không có chịu nổi sức nóng á. Đó. Nên mới gọi là thần quỷ diệt các bạn, nên được gọi là thần quỷ diệt là chuẩn rồi. Hơi đắt nha bạn, giờ mình nâng lên nè, hơn là có ông kiếm tiền đỡ chứ, 9.000. Ai da da da. Dướng dướng dướng. Vãi thiệt. 12.000 đam. 12.000 đam rồi nhớ bạn. Trời ơi. 13 tầm và thời gian đánh vẫn vậy nha, 12.900 là gần 10 là 13.000 rồi. Hình như có 26 đam nữa là 13.000 rồi, 13.000 đam rồi nhớ bạn. Đấy mình sẽ đặt thêm con búp đam nữa lên coi búp đam bao nhiêu nha bạn. Ui đã kìa. Sút.
suốt nè. Suốt này mình nâng mát xong mình sẽ xài cái chiêu đặc biệt nha bạn. Mình nghĩ cái chiêu này là chắc xì khói á bạn. Xì khói ra xung quanh đó mà. Mình nghĩ là vậy. Rồi nâng lên nha. 21.000 rồi kìa. Chỗ xuống còn 1.96 à. Nhìn dây còn xuống kìa, đá kìa. Mà mắc cười các bạn ơi, đá không à. Đúng rồi, Titan đại hình cũng đâu có làm gì nhiều đâu đúng không ta. Titan đại hình trong phim cũng không làm gì nhiều các bạn, ngoài cái đá với là cái xì khói các bạn, xì khói xung quanh á. Đó. Chứ à có dùng tay nữa đúng rồi, có dùng tay quơ. Đúng rồi, như đốt biến hình trên bức tường các bạn. Đó, xong lấy cái tay quơ mấy cái lính trên bức tường á. Lua một cái là đi hết luôn. Lấy cái tay giờ quơ cái. Rồi, giờ nhiêu đây, 25.000. Tiền không có đắt nha các bạn. Ủa sao giờ thấy tiền nâng cũng rẻ đó chứ. Hôm bữa con nào nâng tới như 40.000 á. Muzan nè. Muzan nâng mắc thiệt luôn mấy bạn. Muzan hôm bữa nâng tròn bo, trời ơi, 40.000 tiền hay 50.000 gì á, nâng cực thật sự. Tita đại hình này vừa rẻ mà đam to nữa nè. Rồi, nâng. Ui, mát rồi nha bạn, mát là 42.000 đam. Ơ lộn, lộn nhìn nhầm, chết rồi. Mù màu các bạn, coi lộn mù chữ. Mù số chứ lộn lộn. 46.205 đam nha các bạn. Đây. Và tầm là 13 mà xuống dây còn có 1.78 à. Ui đã kìa các bạn, nhìn rồi suốt cái đi luôn kìa. Mà không biết có AOE không? À có AOE nha các bạn. Đó bạn nhìn AOE nè, AOE nè. Đây. Đó, AOE nha, nhưng mà AOE gần nha các bạn. Kiểu phải đi sát sát nhau á mới dính được, chứ đi mà xa đó bạn thấy không? Đi xa quá là đá không có AOE được. Kiểu vậy. Đó, đi sát thì không có AOE được thôi. Giờ mình xử xài cái chiêu đặc biệt nha các bạn. Từ từ mình đợi con nào châu đi đó, mấy này có một suốt là xong nè. Làm nó đi sát sát lại với nhau cái suốt cái xong nè. Đâu con nào cho châu xíu, con này là châu nó mang xì. Ui. Ui. Ui vãi xì khói. Xì khói à. Mình không có nhớ cái chiêu này là cái gì các bạn, tỏa nhiệt hay là cái gì á. Mắc cười thiệt sự. Tỏa nhiệt hay là xì khói hay cái gì các bạn, làm là tạo ra cái hơi nóng các bạn, nên không ai tới gần được á. Cực nóng luôn, có thể thiêu rụi luôn mà, nên nguy hiểm lắm. Kiểu vậy. Đâu từ 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 mình coi ra coi. Luồng nhiệt lớn nè bạn. Đó là xì bốc hơi á bạn. Có thể phóng ra luồng nhiệt lớn từ bên trong cơ thể nè. Xong rồi khiến cho cơ thể trong khiến cho người Titan đại hình biến thành bộ xương á bạn. Ốm nhách ốm nhơm á. À thì ra là vậy. Cái này mình cũng chả biết cái lãi gì nữa, chỉ biết là xì khói đó bạn ơi. Chỉ đặc biệt là xì khói ra. Đó, rồi mình búp đam nha bạn. Đây. Đây đó, giờ mình dính cái búp đá với nút đam này lên nhiêu? 53.000 đam. Ui giời ơi, 53.000 đam. Thôi xong rồi. Đây đó, giờ mình nâng búp đam cho xung quanh nha bạn, cho dính hết xung quanh luôn. Đó. Đâu nữa? Đây nữa nè, đây đi búp. Đủ không? Đặt được có 3 con búp thôi bạn ơi. Đó, cái này chỉ làm chậm cho Eren chạy ra tông thôi à. Giờ mình nâng mát rồi phải không ta? 1 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 6 hết rồi nha bạn. Hết rồi đó. Rồi mình xì khói thôi. Xì khói, ui nổ kìa. Cái này như vụ nổ chứ xì gì nữa. Trời ơi, đá này 300.000 máu hả? Đá. Qua đây đá không được nha mày. Lố tầm rồi. Kiếm mấy con mà làm chậm từ đầu á, cho Titan đá chứ vô sâu quá, đá hết nổi rồi. Cái này đợi Eren ra tông thôi chứ làm gì giờ. À nâng cho con bo cũng được. Mình giờ mình dư tiền lắm mày. Đó. Eren. Đó. Trời ơi. Lộn. Đó. Tông. Làm chậm kìa, làm chậm từ trên đầu á. Thôi mình bán, mình để Titan đại hình đây nha mày. Phải làm chậm ngay từ đầu kìa mới được. Dướng quá, không đặt được. Đây, đặt được rồi nè. Rồi, nâng lên lại nha mày. Từ từ. Rồi, nâng lên lại. Đó, được rồi đó. Giờ đặt lại Eren mới được. Quên. Hết tiền rồi, toán thôi. Eren. Chạy. 55.000. Rồi ha, mình đã review cho các bạn xong con Titan 0.1 này là Godly phải không ta? Hình như đổ hiếm là Godly á bạn. Đúng rồi bạn, Godly nè. Đó, Colossal Titan nè. Đó, Titan đại hình. Rồi, thì chắc mình kết thúc đây tại đây các bạn. Thì mình sẽ cố mình farm để mình quay tới đúng 1.000 lần nữa mới được các bạn ơi. Khổ quá mà, 1.000 lần lận lâu kinh khủng luôn á chứ. Cực vãi. Rồi, thì chắc mình kết thúc clip tại đây ha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like và một subscribe kênh mình để mình có động lực làm những clip hay hơn nữa ha. Còn bây giờ thì bye bye.